Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yến Tân An ạ. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách kiểm tra và xem lại những cái video cũ của trên kênh của mình bằng điện thoại như thế nào. Thì đối với những bạn mà số lượng video trên kênh ít thì mình kiểm tra lại không sao, mình sang cái phần này. Ở đây mình sẽ sang cái phần video và mình sẽ xem ở phần video như thế này. Ở đây mình sẽ xem ở phần video như thế này thì mình kéo lên mình xem. Thì là mình sẽ xem được một số video, còn một số kênh ấy, cái số lượng cái video lớn, lớn rất là nhiều, hàng trăm video thì mình sẽ không kéo lên như thế này. Cái kênh của mình nó hạn chế, nó không cho, mình sẽ không xem được hết cái video của mình. Ví dụ như mình sẽ không kiểm tra hoặc là xem lại những cái video cũ của mình được. Ví dụ như cái kênh của Yến đây, kênh của Yến là gần 400 video. Gần 400 video thì nếu mà Yến kéo như thế này để xem video, Yến sẽ làm cho các bạn xem. Yến sẽ kéo xem là có hết cái video ở trên kênh của mình không nhé, hay là chỉ được một phần nào đấy thôi. Yến sẽ kéo lên cho các bạn xem. Và nó chỉ được một phần thôi, nó chỉ được một nửa, 1/3 cái video có trên kênh của Yến, còn lại thì mình sẽ không thể xem được bằng cách này. Nếu mà mình ở trên kênh của mình ấy, mình sẽ không thể xem lại những cái video cũ trước đây của mình được. Đây, Yến sẽ kéo lên cho các bạn xem là nó đến ở chỗ nào nhé. Rồi mình sẽ kéo đây. Nếu mà mình kéo, Yến kéo lên hết thì nó sẽ dừng lại ở đây. Còn ở phía dưới này rất là nhiều video nữa mà Yến muốn xem lại những video cũ của mình để kiểm tra xem là nó có vi phạm lỗi gì không, hay là mình muốn copy hoặc là muốn tải cái video đấy thì rất là khó. Ở trên kênh thì mình chỉ xem được đến đây thôi. Vì thế là Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách xem lại toàn bộ cái video của mình bằng cái điện thoại, nhưng mà mình sẽ không kiểm tra, sẽ không xem ở trên kênh này, mình sẽ thoát nó ra và mình sẽ xem bằng một cái cách khác cũng ở trên điện thoại này luôn. Bây giờ mình sẽ thoát nó ra. Rồi các bạn sẽ vào cái ứng dụng Google này. Các bạn sẽ vào cái ứng dụng Google này. Rồi ở cái ứng dụng Google này các bạn sẽ bấm vào cái dấu 3 chấm ở phía trên góc màn hình ở phía bên tay trái này. Bên tay phải này, các bạn bấm vào cái dấu 3 chấm này, Yến sẽ bấm vào đây. Và các bạn sẽ đưa nó về cái dạng là trang web dành cho máy tính. Mình sẽ chuyển cái điện thoại của mình về dạng là cái máy tính để bàn. Đây, các bạn tích V vào đây. Rồi khi các bạn tích V vào thì hiện tại bây giờ là cái điện thoại của mình nó giống như một chiếc máy tính, thì mình có thể xem được tất cả. Còn nếu mà ở cái dạng điện thoại thì nó bị hạn chế, mình sẽ không thể xem được. Bây giờ các bạn sẽ vào cái dấu mũi tên ở phía trên góc, phía bên trái này. Các bạn bấm vào đây. Rồi ở đây các bạn vào cái YouTube, vào cái ứng dụng YouTube. Rồi vào cái ứng dụng YouTube ở đây. Ở đây này, các bạn chờ xíu. Rồi ở đây các bạn sẽ bấm vào cái phần cài đặt ở đây, dấu 3 chấm, ba cái gạch ngang ở đây này, phía trên góc ở đây, ba cái gạch ngang ở đây. Các bạn bấm vào đây. Đây. Các bạn bấm vào ba cái dấu gạch ngang ở trên góc ở đây thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Các bạn kéo xuống, các bạn tìm cái chữ cài đặt. Các bạn bấm vào cái chữ cài đặt này, đây, cái bánh răng cài đặt này, các bạn bấm vào đây. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào cái hình ảnh đại diện cái kênh của mình. Ở đây thì cái khuôn mặt của Yến là cái ảnh đại diện thì Yến sẽ bấm vào đây. Rồi các bạn chờ xíu. Đây nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yến Tân An ạ. Yến sẽ tắt cái này. Các bạn ơi, ngày hôm nay Yến sẽ dẫn cho các bạn cái cách đặt. Rồi Yến sẽ tắt cái video đấy. Rồi nó sẽ có cái giao diện như thế này. Ở đây thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ YouTube Studio ở đây. Cái ô YouTube Studio. Các bạn bấm vào đấy. Rồi khi bấm vào đấy thì các bạn sẽ thấy ở phía dưới này, ở phía dưới này này. Dưới này có cái hình người màu trắng chạy đi đây. Các bạn bấm vào cái hình người này. Rồi ở đây nó sẽ hỏi là sử dụng, các bạn đã sử dụng YouTube Studio, các bạn bấm vào cái chữ bỏ qua đây. Rồi ở đây mình sẽ trở lại phiên bản cũ, bởi vì phiên bản mới thì nó chưa ra nên là mình sẽ làm ở phiên bản cũ. Các bạn bấm vào cái chữ phiên bản cũ, về lại phiên bản cũ ở phía dưới này nhé.
Các bạn chờ xíu. Rồi ở đây thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Yến sẽ phóng to cái này cho các bạn xem. Rồi khi đây, rồi khi Yến phóng to như thế này thì các bạn thấy ở đây không? Ở đây là có cái chữ trình quản lý video. Các bạn bấm vào cái chữ trình quản lý video này. Đây, cái chữ trình quản lý video. Ở đây cái chữ trình quản lý video thì nó sẽ ra tất cả những cái video trên kênh của các bạn. Ở đây này, nó sẽ ra tất cả những video trên kênh của các bạn. Rất là nhiều video, toàn bộ những video. Và các bạn để ý, các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thấy ở đây, Yến sẽ phóng to cho các bạn xem này. Đây, các bạn có thấy cái trang ở đây không? Những cái trang ở đây, đây là trang thứ nhất, trang thứ 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn bấm vào trang nào thì nó sẽ về video ở trang đấy. Bấm vào trang cuối cùng thì nó sẽ hiển thị lên video cuối cùng cho các bạn xem. Ví dụ Yến sẽ bấm vào cái trang thứ 6, thứ 7 này cho các bạn xem nhé. Trang thứ 7 này thì nó sẽ ra những video cũ nhất của mình. Cứ kéo xuống đây. Những cái video này mình sẽ kéo lên, kéo nó lên. Và các bạn tiếp tục, ở đây là có 10 trang. Yến sẽ bấm trang thứ 10 cho các bạn xem. Đây, trang thứ 10 thì đấy, đây là những cái video cũ trước đây Yến quay. Đây mình có thể xem được bằng điện thoại của mình. Mình chuyển về chế độ máy tính thì mình có thể xem được. Còn bằng cái điện thoại bình thường thì mình nếu không chuyển về chế độ máy tính mình sẽ không thể xem được. Ở đây các bạn kéo lên, đây là những cái video cũ trước đây. Và Yến sẽ phóng to nó xíu. Rồi ở đây các bạn thấy không, rất là nhiều trang. Mình có thể xem đến những cái video đầu tiên trên kênh của mình. Và bây giờ Yến sẽ chỉnh sửa. Mình có thể xem lại bất cứ cái video nào. Ở đây nó sẽ có cái phần chỉnh sửa. Các bạn muốn chỉnh sửa bất cứ một cái video nào thì các bạn bấm vào ở đây. Yến ví dụ đây, mình sẽ bấm vào cái chữ chỉnh sửa. Thì mình có thể chỉnh sửa tùy thích ở trên cái video này. Hoặc là Yến sẽ quay lại cho các bạn xem. Yến sẽ quay lại cái phần này cho các bạn xem. Ở đây, ở cái phần này, bây giờ Yến đang muốn xóa một cái video. Yến muốn xóa một cái video mà video đấy là có hình ảnh của trẻ con. Nên là Yến sẽ xóa cái video đấy thì mình sẽ kéo xuống. Kéo xuống mình tìm cái trang, những cái trang mà có cái video đấy. Thì cái trang đấy làm, trước đây Yến làm cái video đấy ở cái trang thứ 8 này này. Yến sẽ vào cái trang thứ 8. Đây các bạn ở dưới cái phần trang này, các bạn có thể tìm lại toàn bộ những cái video trên kênh của mình. Bất cứ cái video nào các bạn cũng có thể tìm và chỉnh sửa lại được. Và những cái video đầu tiên trước đây Yến làm thì đều có thể xem được. Ở trang thứ 8 này Yến sẽ kéo lên để xem là có cái video mà trước đây, đây. Ở đây Yến sẽ cho các bạn xem cái video mà trước đây Yến làm. Yến sẽ sang trang thứ 9 đi. Trang thứ 9. Yến sẽ sang cái trang thứ 9 xem nào. Trang thứ 9. Trang thứ 9 hoặc là trang... đây, cái trang thứ 9 này này. Đây, Yến sẽ phóng to cho các bạn xem. Trang thứ 9 này thì ở đây cái hình ảnh là cách vặn bóng bay nghệ thuật hình con chim thiên Nga. Ở đây là có hình ảnh của bé nhà Yến nên là Yến muốn xóa cái video này đi để cho cái kênh mình nó sạch. Nó không bị vi phạm gì. Nên là khi muốn xóa cái video thì mình bấm vào cái chữ chỉnh sửa này. Yến phóng to xíu rồi. Bấm vào cái chữ chỉnh sửa này, Yến sẽ xóa cái video này nhé. Đây là cái video cũ trước đây Yến đăng rất là lâu này. Ngày 16 tháng 1 năm 2019 Yến đã đăng cách đây là hơn 1 năm rồi. Vì thế bây giờ Yến muốn xóa cái video này đi thì mình bấm vào cái chữ chỉnh sửa. Rồi ở cái phần này, không, chắc là Yến sẽ quay lại để Yến bấm vào cái phần Yến sẽ quay lại, không phải bấm vào cái chữ chỉnh sửa đâu. Yến sẽ quay lại nó và Yến sẽ bấm vào chỗ khác. Các bạn chờ xíu. Đâu rồi cái video lúc nãy là Yến nói trang thứ 9 nhỉ? Ở đây Yến sẽ bấm vào cái mũi tên này này, Yến sẽ bấm vào cái mũi tên bên cạnh cái chữ chỉnh sửa này, cái mũi tên này. Yến sẽ bấm vào cái mũi tên này.
Đây, ở cái mũi tên này nó sẽ có các cái chữ, đây là thông tin cài đặt, các tính năng nâng cao, âm thanh, màn hình kết thúc, thẻ, phụ đề. Tải xuống ở định dạng MP4. Và cái chữ xóa ở đây thì Yến sẽ bấm vào cái chữ xóa này. Thì cái video này của Yến nó sẽ xóa khỏi kênh của mình. Vì thế cái kênh của mình nó sẽ không còn cái video này nữa. Rồi bây giờ Yến sẽ bấm vào cái chữ xóa và Yến sẽ xóa cái video này nhé. Đây, Yến sẽ bấm vào cái chữ xóa. Người ta nó sẽ hỏi như thế nào? Nó sẽ hỏi đây là xóa video, xóa vĩnh biến video của bạn. Bạn không thể hoàn tác được cái tác vụ này. Bây giờ Yến đồng ý xóa thì nó sẽ xóa. Còn nếu không mình bấm vào chữ hủy thì nó sẽ giữ lại. Bây giờ Yến sẽ bấm vào cái chữ xóa này. Rồi, đây, vậy là Yến vừa xóa xong cái video ở đoạn giữa này. Tức là cái video bản bóng bay hình con chim thiên Nga. Bây giờ Yến muốn xóa cái video tiếp theo ở đây, cái cũng là một cái video mà cái video cũ cũng là có hình ảnh của bé nhà Yến. Yến muốn xóa cái video này, Yến cũng làm lại tương tự. Mình bấm vào cái mũi tên, mình bấm vào cái nút xóa ở đây. Bấm vào cái nút xóa ở đây. Thì đây mình có, bạn có muốn xóa không? Yến sẽ bấm xóa thì nó sẽ xóa. Rồi, vậy là Yến vừa xóa xong hai cái video ở chỗ này có hình ảnh của bé nhà Yến, để sau này nó khỏi ảnh hưởng đến kênh thì Yến đã xóa được. Và bất cứ cái video nào ở trên kênh các bạn muốn xem hoặc muốn kiểm tra lại video hoặc là chỉnh sửa bất cứ đoạn nào thì các bạn có thể làm bằng cách này. Thì các bạn sẽ xem được tất cả những cái video cũ trước đây mình đã đăng rất là lâu rồi. Cái cách này thì ở trên điện thoại, ở trên kênh của mình không xem được, nhưng ở đây bằng khi chuyển cái điện thoại của mình sang dạng máy tính thì mình vẫn có thể xem được. Mình sẽ thu nhỏ nó lại. Đây, mình vẫn có thể xem được. Đây là cái cách mà mình có thể là chỉnh sửa hoặc là xem lại hoặc là xóa những cái video cũ trước đây trên kênh của mình. Bằng cách này thì mình kiểm tra được tất cả nhé. Vâng ạ, vậy là Yến đã hướng dẫn cho các bạn cái cách kiểm tra lại các video cũ. Các bạn cứ làm như thế thì các bạn sẽ kiểm tra được video của mình. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Yến. Và nếu các bạn quan tâm, nếu các bạn thấy cái video này của Yến hay, hữu ích thì các bạn hãy nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Yến ra nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.